Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây điện thoại Google Pixel 4a đang được chờ thay mới pin tại Di động Cao cấp.vn. Qua thời gian thì việc điện thoại Google Pixel 4a bị lỗi pin, pin dùng nhanh hết, dùng chập chờn lúc được lúc không, sạc thì nhanh đầy dùng nhanh hết, pin báo ảo. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin của điện thoại Google Pixel 4a đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Di động Cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại Google Pixel 4a nói chung và pin của Google Pixel 4a nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin cho điện thoại Google Pixel 4a, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên để Di động Cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Google Pixel 4a hàng đầu hiện nay.